Sau 5 năm đồng hành cùng với New May Việt Nam, tôi nhận ra một điều rằng chinh phục nấc thang 5 sao trong New May không quá khó. Chỉ cần bạn quyết tâm, kiên định với mục tiêu của mình, tôi tin chắc bạn sẽ làm được. Bởi vì trên con đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng. Chính vì vậy, hãy cùng New May kiến tạo giá trị cuộc sống. Khi hợp tác cùng với New MA, tôi là một hướng dẫn viên du lịch. Một công việc đòi hỏi sự linh hoạt và di chuyển nhiều. Nhưng làm lâu ngày, tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều quan trọng trong cuộc sống, như gia đình, sức khỏe. Rồi những chuyến đi xa liên tục và dài ngày đã bào mòn đi sức khỏe của tôi. Tôi nhận ra rằng mình cần phải thay đổi để tìm lại niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Và tôi biết đến cơ hội kinh doanh cùng với New MA thông qua một người em, nên tôi mua về dùng thử. Sau khi sử dụng một thời gian, tôi thấy sức khỏe mình khá hơn, năng lượng hơn. Chính vì thế, tôi nghiêm túc tìm hiểu về sản phẩm và bắt đầu khởi nghiệp cùng với New MA. Khi mới bắt tay kinh doanh cùng với New MA, tôi gặp rất nhiều khó khăn vì chưa có kinh nghiệm trong ngành. Thêm nữa, người dân nơi đây không có thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, đặc biệt là dị ứng với ngành kinh doanh đa cấp. Chính vì thế, tôi rất khó khăn dù bán một lon sản phẩm. Thời gian đầu, tôi chia sẻ sản phẩm còn khá rụt rè, vì tôi nghĩ đây chỉ là công việc làm thêm. Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, ảnh hưởng rất lớn đến công việc. Cũng chính lúc đó, tôi được tuyến trên động viên hỗ trợ và chia sẻ cho tôi cái tiềm năng ngành dinh dưỡng miễn dịch. Chính lúc đó tôi hạ quyết tâm học tập một cách nghiêm túc, rèn luyện kỹ năng, nâng cao kiến thức, hình thành nhóm kinh doanh, đào tạo và đào tạo online. Dù khó khăn vây quanh, nhưng tôi quyết không nản lòng. Được sự dìu dắt của anh chị tuyến trên, được sự đồng hành của tất cả mọi người trong hệ thống và sự hỗ trợ đắc lực từ phía công ty, dần dần tôi đã có một khách hàng, 3 khách hàng, 5 khách hàng. Và sau 5 năm, tôi cùng đội nhóm đã và đang chăm sóc hơn 5.000 khách hàng mỗi tháng. Chị Mỹ Hạnh là một trong những người rất là nghiêm khắc trong công việc. Với định hướng và chiến lược đã vạch ra, thì hệ thống của chúng tôi sẽ kiến tạo ra nhiều giá trị và loan tỏa sản phẩm Alpha đến với mọi nhà. Chị ấy là hình mẫu và chúng tôi sẽ là những năm sao tương lai tiếp theo. Quyết tâm! Danh hiệu năm sao là danh hiệu cực kỳ cao quý trong môi trường New May. Và đó là sự minh chứng cho sự làm việc, học tập, không ngừng nghỉ của thủ lĩnh chúng tôi. Tôi tin chắc rằng với sự dẫn dắt của thủ lĩnh Mỹ Hạnh, tôi và đoàn đội của tôi sẽ đạt cấp bậc năm sao vào năm 2023. Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm! Với tôi, thành công không chỉ là những cái mà bạn đạt được, mà nó còn là niềm vui, niềm hạnh phúc khi bạn vượt qua những khó khăn, thách thức trên suốt chặng đường đi đến thành công. Tôi luôn tâm niệm rằng mình thành công là chưa đủ, mà phải giúp đỡ nhiều người khác thành công nữa. Bởi vì đằng sau còn rất nhiều anh em đoàn đội đang ngày đêm cùng chúng tôi lan tỏa giá trị Alpha đến mọi nhà. Bên cạnh đó, tôi được thỏa mãn niềm đam mê chu du khám phá những vùng đất mới cùng anh em đoàn đội và cùng New MA Việt Nam. Mục tiêu của tôi từ nay đến năm 2025 là phát triển thêm nhiều điểm bán, giúp đỡ 10 tuyến dưới đạt danh hiệu 5 sao và cùng đoàn đội lan tỏa giá trị Alpha đến 30.000 khách hàng mỗi tháng. Muốn thành công cùng với New MA, chúng ta hãy tin tưởng tuyệt đối, hành động liên tục, phục vụ hết mình. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Hãy vì ước mơ của bạn mà bận rộn, đừng vì bận rộn mà đánh mất ước mơ. Cùng nhau kiến tạo ra cộng đồng Alpha, nơi mà mọi người có sức khỏe tốt nhất, nơi mà mọi người có thu nhập đủ đầy để lo cho cuộc sống. Mọi người ơi!